破，没有善知善觉，蠢恶的心大，是糊涂平凡人，俗世里浸浸浸，唔到爱他需要顺着落雨吗？人世咬知一切只识得益差，但爱恋的感觉产生的一下，令人迷迷蒙蒙，乱马的跌跌碰，梦里怎终识破，件件是悲骂。未得识心中有潜能，自己都不知怎去走近，若冲击激出我自信心，我应该信任，我都得，不必听机尖话的晒压，我识得高瞻远望，自堪称优质，像蜘蛛丝跟麻织都一一对插，我心思必须要密夹实，不担心今天我生痛的冤屈，我他朝想得到便要美句被刻出，我的真始终会令你不肯安于失，最终都得到这件信物。Huynh có còn nhớ đã hứa gì với muội không? Huynh hứa với muội sẽ mãi mãi không bỏ rơi muội, không lo. Ta dùng dạ Minh Châu làm hẹn ước, chúng ta mãi mãi không xa nhau. Sao ông lại xuất hiện ở đây vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự nhiên Hương Dung biến mất? Tại sao vậy? Có phải bây giờ cậu nghi ngờ luôn tôi không? À, ông gạt con. Ông không phải là thần tiên mà ông là ma. Không được, không còn thời gian nữa. Ông đưa con về khỏi đây trước đã. Ơi, gối thần này, ông vừa xuất hiện rồi sao? Hả? Sao ông đánh lén con chứ? Tại sao ông đánh con bất tỉnh chứ? Ông không cần giả bộ chết nữa, hả? Ông đã bỏ đi đâu? Hả? Nghe nói chuyện này là quan hồng đòi mạng, có phải ông muốn lấy mạng của Hương Dung không? Ông nói đi. Ông chịu nói chưa vậy? Nói đi, nói. Lúc đó tôi vì một lúc nôn nóng muốn cứu cổ cho nên mới lỡ tay thôi. À, lúc đó xương dày quá, lại có tiếng người, tôi tưởng đâu người của Nhan Thiên Lai đến nên tôi mới ra sức đánh thôi. Tôi lại lo đi gặp vợ của cậu nữa. Em tìm được cậu chưa? Cậu khoan trách tôi đã. Bây giờ cậu lập tức đến chân núi Tây Sơn ngoài thành, có cỏ hàng của Nhan Thiên Lai sẽ tìm được cậu. Ông chưa cứu được cậu sao? Ơi, con thiệt là bị ông. Ê, cỏ hàng Nhan Thiên Lai, Tây Sơn ngoài thành. Tây Sơn ngoài thành. Truy Phong mà, ông làm gì đi nhanh vậy? Tôi đuổi theo không kịp đâu. Đại dân à, tôi đã quen rồi. Ông quen thôi, tôi đâu có quen. Ê, sao có nhiều tiền âm phủ vậy? Có thể lúc nãy có người động quan. Tôi có linh cảm không may. Đi nhanh lên, nhớ đợi tôi á. Dạ. Đợi tôi với. Đại dân à, tôi đã cố gắng đợi ông rồi. Cũng may ngừng kịp thôi, nếu không đập đầu chết rồi. Sao không có ai vậy? Triệu Phong à, sao hả Triệu Phong, có phát hiện gì không? Không có gì hết. Không có gì hết, không lý nào. Rõ ràng ông nói ở đây mà. Ai nói rõ ràng ở đây? Hả? Ờ, không có gì, không có gì. Nè Triệu Phong à, ông vô coi thử đi, coi có cơ quan không, hả, coi có ngăn bí mật không, đi nhanh lên. Ừ. Kỳ lạ thiệt, không lý nào không có gì hết. Không lý nào, nhất định phải có. Không lý nào ông còn phá mình trong lúc này nữa. Ơ, đại dân à. À, sao rồi? Cơ quan không có, ngăn bí mật cũng không. Không có gì hết sao? Không lý nào không có gì hết. Ê Truy Phong, cái đó là gì vậy, lượm lên coi. Ồ, là đinh quan tài. Đinh quan tài? Ở đây chứa trầm hương thôi, có phải nghĩa trang đâu. Sao lại có đinh quan tài chứ? Thái phu nhân chính là chỗ này. Đạo trưởng à, có đúng là... Ừ, đúng vậy. Đám ác quỷ đó tụ tập ở đây. Nhưng mà thái phu nhân yên tâm đi, cho dù bần đạo phải liều bằng mạng sống, tôi cũng nhất định giành lại con dâu dùm cho bà.
gấp gấp đợi lệnh. Mày muốn tin thì cứ tin đi, tôi đi tìm tỷ tỷ. Nè 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 nè, đừng gây họa nữa. Mẹ thà tên đạo trưởng cũng không tin con đâu. Quốc đạp thất tinh triều thiên quyết, cung thỉnh thiên sư hạ phàm trần. Thiên sư xin đến hỗ trợ con đám ma trừ yêu diệt tà khí. Chấm cấp đợi lệnh. Đừng nghe nói giảm nữa đi. Nè nè, coi trước đã. Mấy hương dung đang ở đó. Đào mộ. Để coi lần này đã bắt quỷ các người có thể chạy đi đâu. Mau thả tới phu nhân ra. Sao lại là ông vậy? Đúng không? Đúng không? Thế ơi. Sao hả? Ông sợ gặp tôi lắm sao? Hữu Dung, muội có thể ra được rồi. Đa, đa, đa. Tỷ tỷ. Hương Dung. Tỷ tỷ. Tỷ không sao chứ? Không sao chứ? Tỷ chết tỷ lắm. Tốt rồi. Thực tế thủ phạm thật sự trong chuyện này chính là ông. Tôi không hiểu ông nói gì. Ông nghĩ ông làm vậy có thể ma không hay quỷ không biết sao? Nhưng mà đáng tiếc, hai thuộc hạ của ông đã công khai tất cả hành vi của ông rồi. Truy phong. Quỷ sống. Huyền Thâm đạo trưởng, thật ra ông đã nổi tiếng lắm rồi, giống như thần tiên sống vậy, mỗi cái gì cũng đúng. Nhưng mà đáng tiếc, ông gặp ngay ngày cưới phải thay đổi của tôi. Ông vì bảo vệ danh tiếng mà bất chấp tất cả, làm cho lời nguyền đó thành hiện thực. Ông chỉ vì một hư danh, cả gan đi bắt cóc Hương Dung. Ông biết tôi lo cho Hương Dung, nhất định cầu cứu ông. Sau đó ông bày vẽ nhiều trò, làm phép đi cứu cổ. Vậy thì sau này danh tiếng của ông càng lớn hơn, không còn ai dám cãi ông nữa. Bằng tính như ý của ông cỏ cũng thành lắm. Tôi có nói sai không? Không, trước tiên ông mua chuộc bà Mai làm Hương Dung bất tỉnh. Khi Kiều Hoa đến đường tắt, người của Nhan Thiên Lai sẽ bắt Hương Dung trộm lông rắp. Nhanh lên đi, tôi qua bển coi thử. Khi tôi nhớ lại toàn bộ quá trình xuất giá của Hương Dung, tôi đã nghi ngờ đám Kiều Phu, cho nên tôi đã đi xem Kiều Hoa đó như thế nào. Tôi phát hiện trong Kiều Hoa có một mùi trầm hương rất đặc biệt, chính là loại này. Cho đến khi tôi chạm mặt với người của Nhan Thiên Lai, lại ngửi được mùi trầm hương đặc biệt đó, tôi liền nghi ngờ có thể tên này có liên quan đến sự mất tích của Hương Dung. Thế là tôi biết nơi tôi phải đến, đó là kho trầm hương. Đáng tiếc là kế hoạch hoàn hảo vô khuyết của ông cũng có một kẽ hở. Nè Tri Phong, cái đó là gì vậy? Lên lên coi. Là đinh quan tài. Đinh quan tài? Ở đây chứa trầm hương thôi, có phải là nghĩa trang đâu. Tại sao có đinh quan tài chứ? Sao có nhiều tiền âm phủ vậy? Có thể lúc nãy có người động quan. À, tôi hiểu rồi. Theo tôi. Đứng lại. Đứng lại. Các vị cho hỏi, là gia đình nào động quan vậy? Dạ, gia phụ vừa mới qua đời. Hai người thấy quen lắm. Hai người là người của Nhan Thiên Lai. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Hương Dung, mùi tỉnh lại đi. Hương Dung, Hương Dung mùi tỉnh lại thì tốt quá, là quên sợ muốn chết à. Sợ gì lúc nãy tôi khổ sở trốn vào quan tài, là vì tôi muốn mọi người biết ông lừa dối mọi người. Nhưng mà ông cũng độc ác lắm, dùng quan tài để giam vợ của tôi. Ông muốn coi chết ngạt hay sao? Hai tên phản bội này, hai người không có phần chia tiền trầm hương đó hay sao? Có phần chia, ông thì lời đầy túi,
bình thường giả làm người tốt, khai đàn vì người ta lấy vài bạc lẻ. Thật ra muốn mọi người dùng trầm hương của ông. Sau khi sử dụng ai nấy đổ xô đi mua hết. Đến lúc đó ông sẽ giàu to. Đó, ông đó, ông chính là ông chủ của nhà Thiên Lai đó. Truy Phong, giải chức về nhà môn Tống gia. Dạ, đại nhân. Đi, đứng lên, đứng lên, đi. Tấn công huynh giỏi lắm. Phải đó, huynh giỏi thiệt nha. Tôi khen huynh sao? Ê, đúng là hiếm thấy nha. Cảm ơn thê tử đại nhân khen ngợi. Cái gì chứ, người ta vẫn chơi bái đường mà, đừng gọi xuân miệng quá. Vậy thì đơn giản thôi, huynh lập tức cưới muội làm vợ là được rồi. Hương Dung à, cuối cùng cũng chỉ có hai chúng ta thôi. Hôm nay mùi đẹp thiệt. Chẳng phải quên thích nhộn nhịp sao? Nếu không đâu cần cưới nhiều vợ như vậy chứ. Nhiều khi nhộn nhịp xong cũng muốn yên tĩnh một lát chứ. Hôm nay là ngày trọng đại, không lẽ như vậy mà mùi cũng nói móc huynh. Bây giờ huynh hối hận vẫn còn kịp mà. Nói thật nghe, mùi có hối hận khi lấy huynh không? Thôi được, vậy mùi hỏi ngược lại huynh. Lúc mùi bị đạo trưởng bắt đi, trong lòng huynh nghĩ gì vậy? Trời, lúc đó huynh suy nghĩ nhiều lắm. Bất thình lình làm sao mà kể hết cho mùi nghe được. Kể đi, nhanh lên. Được, huynh kể. Thứ nhất, huynh thật sự sợ từ nay không gặp lại mùi nữa. Thứ hai, huynh rất hối hận lúc trước thường cãi nhau với mùi. Thứ ba, huynh chẳng thà người bị bắt là huynh chứ không phải là mùi. Vậy là được rồi. Nếu mùi đã lấy một người yêu mùi như vậy, có phải mùi nên vui hay không chứ hả? Mùi vui thật sao? Ừ. Nè, vậy từ nay mùi có gì buồn phải thành thật nói cho huynh biết, đừng có giấu trong lòng nữa nha. Nhưng bây giờ mùi nhớ cửu nương và thiên bá lắm. Tưởng đâu mùi nhớ chuyện gì, nhớ cửu nương thôi phải không? Quyền giang đồ bầu lớn chứ, mùi nhảy một chân cũng dễ về đến đệ cửu lâu rồi phải không? Mùi thích thì cứ về thăm họ đi, huynh có giam mùi đâu. Vậy đi, cùng lắm á huynh cam đoan, bắt đầu từ bây giờ huynh yêu muội còn nhiều hơn là yêu bản thân huynh nữa. Huynh thương muội còn thương nhiều hơn bản thân huynh nữa. Nếu huynh không làm được á, huynh sẽ mặc cho muội xử lý. Có phải mặc cho muội xử lý hay không đi? Phải, nhưng mà nếu huynh làm được, có phải muội cũng mặc cho huynh xử lý hay không? Trời ơi, sao đột nhiên khuôn mặt của huynh khó ưa thế như vậy? Mặt của huynh khó ưa, chẳng qua là huynh muốn... Muốn cái gì? Nói. Huynh muốn đến nhà bếp nấu tô mì ăn thôi. Trời ơi, có vậy tôi phải không? Nấu luôn hai tô đi, đói bụng quá rồi nè. Từ sáng đến giờ mùi chưa có ăn gì huynh hết á. Huynh biết mùi rất đói bụng, có cần thêm dĩa rau không? Cần chứ, ăn gấp đôi luôn. Nếu như cả hai đều vui vẻ, có lẽ tiếp theo là... Đúng rồi, không được coi nữa. Còn lâu lắm mới đến hồi hấp dẫn. Ông làm gì lo lắng như vậy? Cháu gái của ông đã tìm được nơi nương tựa rồi. Có lẽ ông cũng nên mừng đi mới phải. Tôi cũng luôn mong đợi như vậy. Tôi cũng muốn ông có thể đầu thai tìm được một gia đình đàng hoàng. Tôi làm hồn ma phiêu bạc bao năm qua, có làm sao đâu chứ. Coi ông kìa, yếu quá. Vì cái gì chứ? Luôn cả cơ hội đầu thai cuối cùng ông cũng bỏ lỡ. Bây giờ không chỉ đơn giản là làm ma, ông sẽ hồn siêu phách tán đó. Lúc làm người, tôi đã vì những chuyện khác mà lơ là với gia đình. Làm ma, tôi lại không muốn tiếp tục sai phạm. Chẳng qua tôi hy vọng cháu gái của tôi có thể bình an vô sự thôi. Nhưng giá nào ông cũng không thể thâm nhập giấc mơ của cổ. Ông chỉ có thể vào giấc mơ của Thi Thế Luân. Nhưng mà cho dù tôi thấy chúng thành thân, tôi cũng không thể nhìn thấy đứa chắc chào đời. Gặp được ngày nào hay ngày đó. Hay lắm. Mùi thích ăn cải sao? Phải. Nè, ăn đi. Mùi đút cho huynh ăn nha, há miệng ra đi. Mấy cây chu sai lúc trước huynh tặng cho mùi và Ngọc Trâm, có phải mùi không thích không? Sao không thấy mùi cài vậy? Phải đó, hình như quần áo không thích hợp lắm. Con người huynh ngốc lắm. Huynh muốn lúc chúng ta thành thân mọi thứ đều hợp với ý của mùi. Cho nên huynh muốn cùng mùi về kinh thành chuẩn bị sớm hơn. Đâu cần gấp như vậy chứ. Thật ra huynh phải làm gì mới có thể làm cho mùi vui đấy? Mùi cứ nói thẳng với huynh. Bởi là cha, huynh không cần phí công sức gì mùi. Có một thứ nhất định mùi sẽ rất thích. Huynh biết mùi thích hoa minh nguyệt, cho nên huynh kêu người đến trồng đầy ở trong vườn. Vậy thì mùi sẽ thường xuyên trông thấy. Búi Lạc Gia đã đưa Quỳnh Thiên Bá đến. Thiên Bá? Cách cách Búi Lạc Gia. Ta cho người biết, ta không cần biết người dùng cách gì. Ta muốn trồng đầy hoa minh nguyệt trong vườn hoa này. Người có nghe không? Hả?
hoa minh nguyệt đặc biệt lắm, có phải ở đâu cũng trồng được. Ngươi gạt ta sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi, nếu không tin ngài có thể hỏi các cách. Không cần đâu, muốn ngắm hoa bởi có thể đến vịnh minh nguyệt ngắm. Ta nói trồng là trồng, lập tức làm việc đi. Không cần trồng nữa, Quỳnh đi đi. Không được đi. Tôi kêu Quỳnh đi đi. Không được đi. Tôi kêu Quỳnh đi. Hai người thỏa thuận xong chưa? Hey, hoàn cảnh ở đây được lắm, không chừng sẽ trồng được. Ban đầu người hầu họ Đàm thiếu Quỳnh cũng không giữ trong lòng, nhưng Quỳnh tận mắt chứng kiến hết lần này đến lần khác. Muội có thể thành thật nói cho Quỳnh biết, thật ra muội và hắn có quan hệ gì? Là bạn thôi. Có phải muội sợ bạn của muội cực nhọc quá, lao lực quá không? Chẳng qua muội không cần quá thôi mà. Hay là muội sợ Quỳnh hành hạ bản thân của muội, muội sẽ đau xót? Có khi nào Quỳnh hơi quá đáng không? Đã làm người hầu của ta, chỉ cần chịu ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân nhất định không bạc đãi hắn. Trách nhiệm của chó giữ nhà là canh chừng cửa, nếu đã an phận thủ thường, tự động chủ nhân sẽ không đuổi nó đi. Có lẽ người hiểu chứ? Không cần chồng nữa, Quỳnh đi đi. Người đứng lại cho ta. Ta nói cho người biết, Cách Cách là thê tử tương lai của ta. Ngươi đừng có qua lại với cổ sau lưng ta nữa, nếu không thì ta không khách sáo với ngươi đâu. Búi Lật Gia cũng biết nói cổ là thê tử tương lai của ngài rồi, ngài sợ cái gì? Trước sau cổ cũng là của ngài. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, ngươi chỉ là một người hầu thôi. Phải, tôi là một người hầu, nhưng ngài làm ơn tôn trọng thân phận của ngài, chó giữ nhà cũng biết sủa bậy. Mười thấy không được khỏe, mặn phép. Luôn cả muội cũng đối xử với Quỳnh như vậy à? Thực tế Quỳnh có tình gọi Quỳnh ấy đến, có phải Quỳnh cố ý trêu chọc muội không? Quỳnh đối với muội thế nào muội biết mà. Thôi được, vậy muội nói cho Quỳnh biết, bây giờ muội buồn vô cùng. Vậy còn Quỳnh? Quỳnh thấy muội bao che một người đàn ông như vậy, Quỳnh cũng ganh tị lắm. Phải, Quỳnh có nhỏ mọn, nhưng Quỳnh chỉ muốn muội hiểu, muội là thê tử tương lai của Quỳnh, chúng ta đều là những người có thân thế. Quỳnh hy vọng muội tự trọng một chút. Với lại, nay mai Quỳnh sẽ nói với Dương gia, nếu như có thể, Quỳnh muốn cùng muội mau chóng về kinh thành. Chưa nở sao? Hoàn cảnh không đúng nên không nở. Lúc nãy đệ đi đâu vậy? Muốn kêu đệ đi mua đồ lại không thấy bóng dáng đâu. Bị Bối Lạc bắt đi trồng hoa. Có phải có chuyện gì không vui không? Cũng biết trước rồi, nhưng mà không nghĩ ông sẽ nổi giận chửi đệ. Ama, con có chuyện muốn nói với người. Bối Lạc nói rồi, cậu ta nói muốn tranh thủ lên đường. Con không muốn thành tình với ông ta, con muốn hủy bỏ hôn ước. Thực tế ông không biết tôn trọng là gì, con không lấy một người nhỏ mọn như vậy đâu. Còn Cách Cách thì sao? Còn sao gì nữa, cũng sợ đệ khó chịu nên kêu đệ đi. Ai ngờ Bối Lạc đó nghĩ đệ và Minh Châu có gì đó, coi đệ như kẻ thù vậy. Đó chính là hoàng tộc hiểu biết lễ nghĩa. Nhầm. Ta hỏi còn, khi một người chứng kiến vị hôn thê của mình quen thân với một người đàn ông khác và nghe được nhiều lời đàm tiếu, họ có lý do giận không? Cho dù là vậy cũng đâu cần lo lắng gì chứ. Ý của ta muốn nói, không vui là lẽ thường tình. Hơn nữa, chưa bao giờ cậu ta bộc bạch trước mặt ta. Hay là con tự hỏi bản thân, có gì không tự trọng là cậu ta phải lo lắng hay không? Ý của Ama tức là cũng sai sao? Phải, để biết để có lỗi, cậu có hôn ước trước để cần phải né tránh. Có điều là cậu cũng có thể có bạn mà. Nếu đệ muốn tốt cho người bạn này, thực tế đệ không nên làm cho người bạn này mê chứ. Đệ hiểu cậu nhất, lấy hạ người như vậy cậu làm sao vui được. Thôi được, cho dù đệ thật sự tuyệt giao với cậu để cậu lấy chồng, đệ cũng có thể khẳng định nói một câu, cả đời của cậu cũng không cam tâm làm chim trong lòng. Thực tế cậu rất thích tự do. Trong chuyện này cậu không còn quyền lựa chọn nào nữa. Ama, con thực sự có muốn lấy ổng mà con không muốn được. Nếu người nhất định bắt con lấy, con sẽ bỏ nhà đi ngay. Còn con đừng cố chấp quá. Từ bấy lâu nay con ham chơi, ta cũng hết lòng chiều chuộng con. Con ra ngoài gây bao nhiêu chuyện, ta cũng chưa nói con lời nào. Bởi vì ta yêu thương con, ta không muốn con đau lòng. Nhưng sự chịu đựng của người có giới hạn, không thể được nước làm tới. Nhưng mà lần này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con mà, con rất là nghiêm túc đó nha.
Con đã hứa với ngạc nương của con, tu tâm dưỡng tính đi lấy chồng cũng rất là nghiêm túc mà. Hay là con muốn giả lả với mẹ trước khi bà lâm chung? Con nuốt lời, ta rất thất vọng. Thật ra người thất vọng không chỉ là Cách Cách, mà còn là cha của cổ. Với tính cách mạnh mẽ của Cách Cách, nhất định cổ sẽ nói với cha. Có thể nói gì chứ, cổ được chọn lựa sao? Có phải để cho rằng cổ nên chọn để không? Thật ra bây giờ gây ra nhiều chuyện, để cổ phải có trách nhiệm rất lớn. Nè, để chỉ đưa cổ đi làm những chuyện mà cổ muốn làm thôi. Tức là đủ để ông ta làm nhiều chuyện quá giới hạn rồi. Để không có ép cổ. Trời, để học thói ăn nói vô trách nhiệm từ hồi nào vậy? Ngạc nương của con không còn, ta có trách nhiệm lo cho con. Ta đã sống hơn nửa đời người, ta không sợ chết. Ta hy vọng nhất là nhìn thấy con mặc lễ phục xuất gia. Bởi vì ta biết con là tân nương đẹp nhất thiên hạ này. Ta cũng biết ngạc nương của con cũng nghĩ như vậy. Ta chọn lựa bấy lâu mới chọn được Bối Lạc này. Thân thế cậu ta hợp với con nhất. Quan trọng nhất là cậu ta yêu con, thương mến con. Nếu A Ma thực sự muốn con hạnh phúc, người cho con chọn người con yêu đi. Để có thổ lộ với cổ không? Để nói thật cho tỷ biết đi. Tự nhiên làm sao nói. Vậy thôi được. Nếu bây giờ người ta đứng ở đây, để có dám nói với cổ, để rất yêu cổ, có thể cho cổ hạnh phúc hay không? Con yêu Quỳnh Thiên Bá đó thật sao? Ừ, con cảm thấy ở bên Quỳnh ấy vui lắm. Con và cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Thời gian không phải là một vấn đề. Cô thật sự chịu hy sinh tất cả vì cậu ta sao? Cậu ta gánh nổi trách nhiệm chăm sóc cho con trọn đời sao? Cậu ta đã hứa với con chuyện gì? Con không cần bất cứ lời hứa gì. Con dám quả quyết giữa hai con là tình yêu, hay là con muốn lẫn trốn thành thân? Thực tế cái con yêu không phải là con người cậu ta. Con cũng không biết rõ loại người này. Chẳng qua con chỉ tham mới lạ, tham vui chơi. Đến khi đôi bên quen thân hơn, con sẽ chê cậu ta. Con có hiểu không? Đừng có tự lừa dối bản thân nữa. Đây là người thông minh mà. Khoảng cách giữa hai người không phải là hai người có khả năng có thể thu nắm được đâu. Chưa bao giờ cổ khinh thường đệ. Vậy thì đúng rồi, chứ tỏ cổ là một cô gái tốt, để cần phải chúc cho cổ hạnh phúc. Nếu như phải dây dưa kéo dài, thôi thì giải quyết dứt điểm. Không nên làm cho ba người, thậm chí là người nhà của cổ không được vui. Con đừng làm ngạc đức của con linh thiêng để chính suối phải lo lắng cho con. Ama, con đừng trách Ama làm vậy được không? Thật ra về chuyện này, đối với hoàng tộc hoàng tôn mà nói đã được quyết định rồi. Nếu chúng ta từ hôn, họ sẽ bất mãn lắm. Không chỉ là chuyện của Ama, không chừng là chuyện của cả gia tộc chúng ta. Ta không muốn cả gia đình chúng ta lưu đại tân cương, lưu lạc đó đây, mãi mãi không thể quay về trung thổ. Hy vọng con thông cảm cho ta. Coi như Ama ích kỷ đi. Tỷ yên tâm, tỷ biết làm gì rồi. Con xin lỗi Ama, tại con sai quý, tại con bướng bỉnh, tại con ham vui. Con cũng biết ta lo cho con hơn hẳn tất cả mà. Nữ nhi biết rồi. Từ đây nữ nhi sẽ nghe lời của người, không làm như vậy nữa. Không lẽ qua này nhất định phải đến Vịnh Minh Nguyệt mới trồng được sao? Dù như có những thứ nhất định phải thích hợp hoàn cảnh mới có thể đâm hoa kết trái được. Thái phu nhân. Sao hả? Đã cùng tứ phu nhân đi tìm Lý đại phu chưa? Dạ đi rồi. Lý đại phu nói bệnh của tứ phu nhân rất dễ trị, uống một thang thuốc sẽ khỏi ngay. Vậy con có nói với ổng là ta? Dĩ nhiên là có. Lý đại phu nói đợi tứ phu nhân tình dưỡng sức khỏe, đến lúc đó sẽ đổi qua thuốc khác, sinh ra đứa con đặc biệt tinh lanh hơn. Sao con không mau đem thuốc đi sắc đi? Dạ. Còn đứng đó. Phu nhân à, có những chuyện con không biết có nên nói không? Nói đi. Con sợ là con nghe lầm, sợ bà không vui. Đã kêu là nói rồi. Lúc nãy con đến tiệm dược liệu đợi hút thuốc, vô tình con nghe được đám người ở đó xù xì to nhỏ, nói là Lý đại phu có nhắc đến tứ phu nhân của chúng ta. Sao con nói chuyện luôn để đứt đoạn vậy?
Ông nói tới phu nhân của chúng ta không thể sinh con được. Cái gì? Con không nghe lầm chứ? Mẹ à, con về rồi. Ơi, nhà môn bận rộn muốn chết được nên mới về trễ. Ê, đây ăn cơm hả? Nè, ăn cơm, ăn cơm. À, nè mẹ à, ăn cơm đi. Hưng Dung mà, cô ốm quá rồi, ráng ăn thêm chút đi. Cảm ơn. Phải đó, dỗ bé một chút, dễ sinh đẻ hơn. Cảm ơn. Ý, nếu bây giờ cổ có con, có phải chúng ta có hy vọng không? Hương Dung à, mụi coi họ có quan tâm con của chúng ta không? Mụi phải cố gắng đó nghe. Có phải huynh tạo áp lực cho mụi không? Ê, huynh không phải gây áp lực cho mụi, huynh gây áp lực cho bản thân thôi. Hương Dung, có phải con có chuyện nói với mẹ không? Hình như mẹ có chuyện muốn hỏi con hơn. Chuyện lớn như vậy, mẹ tưởng đâu đích thân con sẽ trình bày với mẹ chứ. Chuyện gì quan trọng vậy chứ? Lý Đại Phương nói con không có con, con còn muốn giấu mẹ tới bao giờ chứ? Hả? Sao bản thân con không biết gì? Có phải thật không? Khoan đã, mẹ à, Lý Đại Phu nói vậy thật sao? Trời ơi, con chỉ đi chữa bệnh cảm thôi, tự nhiên lại nói chuyện sinh con chứ. Nếu phải thì kêu Đại Phu đến đây hỏi cho ra lẽ đi. Người ta về quê rồi, cho dù tìm được Đại Phu để hỏi, ông có dám nói là tứ phu nhân của quan huyện không có con không? Những chuyện này chúng ta nhất định phải làm sáng tỏ, liên quan đến vấn đề huyết mạch của họ Thi chúng ta mà. Phải đó, mẹ y Hương Dung kế tục Hương Đăng mà. Bây giờ không còn hy vọng gì nữa. Đúng ra con dự định mua sẵn vài món đồ chơi cho đứa nhỏ chơi đó, nhưng mà bây giờ hết hy vọng rồi. Có phải bây giờ nên cưới vợ năm không? Cái gì? Ê, mọi người nói lạc đi đâu vậy? Con làm gì mà mở trừng con mắt vậy? Mẹ đã cho người đi tìm Đại Phu về hỏi cho ra lẽ rồi. Nếu con thực sự không có con, có phải mẹ hối hận cưới con làm dâu hay không? Ôi, người ta cưới dâu thì vui vẻ lắm. Mẹ cũng không ngờ mẹ lại xui xẻo như vậy. Nhưng đó là trách nhiệm của một phụ nữ, con cũng không thể nào trách mẹ. À, thì ra mẹ vì chuyện này nên mới tốn cái con như vậy. Ê, mọi người nhìn một câu đi. Mẹ cũng vì lo cho đại cuộc, lo cho họ Thi thôi, con không thể trách mẹ. Làm con tưởng đâu trong nhà này ngoại trừ tướng công, mẹ là người duy nhất thật lòng tốt với con chứ. Con cũng phải nghĩ tới cảm xúc của bà lão này chứ. Kêu Đại Phu về đây hỏi cho ra lẽ, mọi người sẽ yên tâm hơn. Phải đó. Im đi, còn quạt lửa vô nữa. Con làm gì lớn tiếng vậy, bộ bây giờ mẹ muốn kiếm chuyện gây sao? Mẹ à, không cần tìm Đại Phu đâu. Con không muốn biết câu trả lời hả? Con cũng muốn có con mà. Phải, mẹ à, con thừa nhận con rất muốn có con. Có điều thành thật mà nói, nếu Hương Dung thật sự không có con, con cũng sẽ yêu thương cổ. Không lý nào không trân trọng người trước mặt, chạy đi miễn cưỡng như chuyện chưa biết được. Nếu có con á thì coi như có lời, coi như là tưởng thưởng. Nếu không có con cũng vui vẻ, cũng mãn nguyện mà. Mẹ, quan trọng là cả gia đình đầy tụ đông đủ, vui vẻ hạnh phúc thôi. Mẹ nghĩ đúng không? Mẹ nói một câu con cãi 10 câu, lúc trước con đâu có như vậy. Con chỉ muốn nói sự thật thôi, con không muốn gia đình ồn ào mà. Con đang nói mẹ sao? Phải, không phải. Con đó, trong lòng chỉ có vợ con thôi, làm gì còn mẹ nữa chứ. Mẹ. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Tình cờ vậy? Thì đó. Cũng muội à. Cảm ơn. Tay của huynh bị sao vậy? Sao đỏ quá vậy? Không có gì, muội đốt thôi, nên gãy đỏ, chuyện nhỏ thôi. Còn nói không sao, sưng dù rồi nè. Muội sắp thành thân rồi. Ý của huynh muốn nói, trước khi thành thân chẳng phải có nhiều chuyện phải chuẩn bị sao? Sao còn thời gian đi vào vậy? Sao huynh biết muội sắp thành thân? Cách thành thân quan trọng như vậy, mọi người trong huyện ai cũng biết mà. Ê, huynh chưa chúc mừng muội, nhưng tiện huynh chúc muội và bối Lạc gia bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Huynh thật sự cảm thấy muội sẽ bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm sao? Thôi được, muội cũng chúc huynh mau chóng tìm được người như ý.
có viết gì vậy cho tôi coi chứ. Không được, đã nói là bí mật rồi, dĩ nhiên không được coi. Biết tình của cô mà. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Thấy đọc thôi. Được rồi, cô sống thọ mà, cứ từ đợi đi. Khoảng thời gian này rất là khó. Tại sao những gì huynh hứa tất cả đều không giữ lời cả? Không lẽ mình cũng phải đi vào con đường ngặt nước thực đi sao? Cách cách. Cô Thể, gặp cô thiệt là mừng quá. Cô có thể mang lọ rượu thuốc này cho thiên bá giùm tôi không? Có công hiệu cho vết thương của quân ấy lắm. Vết thương gì hả? Tay của quân ấy bị kiến lửa cắn đến vừa đỏ vừa sưng. Kiến lửa đó độc lắm, phải sức bằng loại rượu thuốc này mới hữu dụng được. Sao cô biết quân ấy bị kiến cắn? Dĩ nhiên là tôi biết, quân ấy bị ở Vịnh Minh Nguyệt mà. Sao đến Vịnh Minh Nguyệt lại bị kiến cắn được chứ? Quân ấy nói thấy trong vườn Hoa Minh Nguyệt có kiến lửa. Quân ấy nói có thể quyện thành không có kiến lửa nên mới không trồng được Hoa Minh Nguyệt, cho nên mới ra nông nổi này. Quân ấy khờ quá. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa thuốc cho Quỳnh ấy. Thôi được, cảm ơn cô, tạm biệt. Tạm biệt. Ngạc nhiên, con nhất định không lẩn trốn nữa. Mẹ con tán thành vậy. Thiên bá, mùi có chuyện muốn nói với huynh nè. Lần trước đã nói rõ mọi chuyện rồi. Mùi có dịnh kết đồng tâm của mùi, huynh có ý chung nhân của huynh mà. Huynh nghĩ như vậy thật sao? Mùi đã biết hết mọi chuyện rồi. Tay của huynh đã vì mùi mới ra nông nỗi này có phải không? Mùi biết huynh yêu mùi mà, tại sao huynh không nhường? Đừng vậy mà. Đừng vậy mà cái gì chứ? Huynh nói đi, huynh yêu mùi có phải không? Huynh nói đi, huynh nói đi. Thực tế chúng ta không thể được. Nói hay không cũng không khác biệt gì. Có. Chỉ cần huynh chịu nói một câu, mùi có thể bỏ hết tất cả, lập tức đi theo huynh. Cách cách à, cô điên sao? Bỏ trốn là chuyện rất lớn đó. Đừng nông nổi quá. Mùi không phải nông nổi mà. Mùi đã suy nghĩ kỹ rồi. Mùi không muốn giống như Ngạc Niên vậy. Mùi không muốn giống như mẹ và Nhậm Thúc Thúc, mang ân hận ra đi. Thiên bá, chúng ta cùng đi đi. Cùng đi đi, được không? Hả? Hả? Xin lỗi, huynh không gánh nổi trách nhiệm này. Không gánh nổi trách nhiệm cái gì chứ? Mùi còn không sợ, có sợ cái gì đây? Huynh có biết không, mùi vì huynh có thể phải từ bỏ rất nhiều thứ. Có thể mùi sẽ có lỗi với Ama, có thể mùi sẽ làm người liên lụy đó. Mùi là nữ nhi mà, mùi còn không sợ. Huynh là nam nhi đại trượng phu, không ngờ có sợ chuyện này sợ chuyện kia. Mùi kêu huynh lặp lại lần nữa, huynh cũng nói vậy thôi. Xin lỗi mùi. Huynh thiệt ba, tôi khinh thường huynh. Cách cách à, con bình tĩnh lại đi. Thiệt ba nói cũng có lý lắm mà. Minh Châu, mùi tới đây thật sao? Mùi thiên bá, ta đã nói với ngươi, kêu ngươi đừng bám theo Minh Châu rồi mà. Minh Châu, theo huynh. Buông mùi ra đi. Sao người hầu dẫn sẵn hành trang của con nhanh như vậy chứ? Ta căn dặn chúng rồi mà. Có phải có người đề nghị con đi không? Con không được nói vậy. Ama chỉ muốn tốt cho con thôi. Gần đây cả huyện thành đều đồn đãi chuyện của con. Ta không muốn con phải khó xử. Con không khó xử, tại người ta không biết đầu đuôi nói lung tung thôi mà. Minh Châu, muội đừng có bướng bỉnh quá. Dương gia cũng vì thương yêu muội, không muốn muội gặp Quỳnh Thiên Bá nữa thôi, gây ra nhiều lời đàm tiếu.
Huống hồ bây giờ hắn đối xử với muội như vậy, muội còn muốn gặp hắn sao? Thôi được, đi thì đi. Ý trời, chúng ta thực sự không thể. Sao lại ngừng kiệu vậy? Mùi thấy ngợp quá, muốn hít thở một chút có được không? Mùi muốn trì hoãn hay là cuối cùng vẫn không muốn đi? Minh Châu, mùi đừng quên thân phận của mùi. Mùi là cách cách đó. Thực tế mùi và Huỳnh Thiên Bá không thể đến với nhau được. Thôi thì mùi đi theo Huynh đi. Tôi thật không muốn nói chuyện với Huynh. Khởi kiệu đi. Được rồi, các người lui đi. Dạ. Mùi ăn bánh đi. Tất cả những thứ này đều là món mùi thích ăn. Minh Châu à, Huynh đối xử tốt với mùi, sao mùi lại không đón nhận chút nào vậy? Có những chuyện không thể miễn cưỡng được. Không thể miễn cưỡng. Được, Huynh cũng muốn xem Huynh không thể miễn cưỡng cơ nào. Rót rượu. Quỳnh mới nói gì? Tôi kêu cô rót rượu, sau đó đấm bóp cho tôi. Đi bấy lâu, vai của tôi bị đau nhất. Quỳnh coi tôi là cái gì đi? Bấy lâu tôi luôn coi cô là thê tử tương lai của tôi. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Tôi khuyên cô nên bỏ ý định đi. Giá nào cô cũng phải lấy tôi thôi. Thôi thì cô ngoan ngoãn làm thê tử của tôi, học cách làm sao hầu hạ tôi còn tốt hơn. Ông nghe đi, tôi sẽ không lấy ông đâu. Bây giờ tôi lập tức về nhà nói với anh ba. Tôi tưởng đâu cô thông minh lắm. Có lẽ từ đầu đã biết ama của cô muốn kết hợp hôn sự này thật ra là vì lý do gì. Tôi cho cô biết, tôi nói cưới cô, ama của cô dám nói một câu không được sao? Tốt nhất cô nên khôn hồn. Nếu cô chọc giận tôi cưới cô về nhà. Thiếu gì thời gian mà từ từ hành hả? Buông ra đi. Cô không sao chứ? Sao Quýnh ở đây vậy? Quýnh đi theo mùi dọc đường. Hèn chi dọc đường mùi cảm thấy có con chó theo đuổi đi theo mùi. Cho dù bây giờ Quýnh đòi đưa mùi đi mà cũng không theo Quýnh đâu. Đúng ra Quýnh định tiễn mùi một đoạn, chứ không nghĩ sẽ đưa mùi đi. Quýnh! Thì ra có người hiểu sai ý. Hạ lưu manh như hắn làm sao dám đưa cô đi chứ. Nhìn bản mặt của hắn cũng đủ biết rồi. Đừng nói ta không cảnh cáo người. Nếu người còn bám theo Minh Châu, ngươi sẽ bị ở tù. Tôi nhất định không đi. Quỳnh đi, Quỳnh không muốn gặp Quỳnh nữa. Nghe Quỳnh nói hết đã. Phải, Quỳnh trách Quỳnh rất đúng. Quỳnh vừa nhút nhát và vô dụng, lại không dám đối mặt tương lai. Nhưng Quỳnh suy nghĩ kỹ rồi, dù Mùi thích hay không cũng được, Quỳnh cũng quyết định đưa Mùi đi. Đi. Hai người đứng lại. Ai, rảnh rỗi có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, cảm nhận cảnh vật tươi đẹp. Đúng là thanh tịnh đáng quý, thanh tịnh đáng quý. À, thì ra Huynh lợi dụng muội để tránh những người đó. Sao cũng được, Hương Dung. Nói thật nha, từ khi chúng ta thành thân đến nay, chúng ta vẫn chưa có lần nào thật sự nghiêm túc gần gũi với nhau một lát. Hương Dung à, mùi coi đi, cảnh vật xung quanh đây đều xinh đẹp. Lúc còn nhỏ, mẹ Huynh thường đưa Huynh đến đây chơi lắm.
Nghĩ chuyện gì mà nhập tâm vậy? Không có gì. Mùi cảm thấy nơi này có vẻ quen lắm. Vậy sao? Như có thể mùi nhớ nhầm. Thật ra đường núi ở đây cũng na ná nhau. Nè, Quỳnh vẫn chưa nói cho mùi biết Quỳnh định đưa mùi đi đâu. Thật ra lần này điểm tới của chúng ta không có gì đặc biệt, chỉ là nhà cũ của mẹ Quỳnh thôi. Quỳnh nhớ mang máng lúc Quỳnh còn nhỏ, rất là mập, rất là dễ thương, ai cũng mến Quỳnh hết. Thế mẹ của Quỳnh rảnh á thì dẫn Quỳnh qua nhà của bà ngoại chơi vài hôm. Lúc Quỳnh còn nhỏ nhất định vui lắm. Chuyện đó thì Quỳnh không nhớ rõ, nhưng mà Quỳnh biết lần này chúng ta đi nhất định sẽ rất vui đó. Quỳnh miệng lưỡi lẻo mém quá đi. Ông chủ à, làm ơn cho ấm phụ nhỉ. Ê, sao giọng nói quen quá vậy? Hả, ghẻ mùi. Không phải chứ, hai người nghĩ bỏ trốn dễ vậy sao? Bắt chứ người ta cao bay xa vậy. Bởi vì mới nói, thử hỏi để Dương gia và Bối Lạc gia biết được, nhất định sẽ giận run lên. Đi đâu cũng được, ở bên cạnh cổ là được rồi. Tỷ tỷ à, từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên đệ mới biết bản thân nên làm gì thôi, nhưng mà tỷ cũng không hậu thuẫn đệ. Phải, cả hai không thể xa nhau được. Hay là vậy đi, bây giờ tỷ đến nhà cũ của mẹ, hai người đi chung với tỷ đi, luôn tiện bàn tính kế hoạch cũng được. Nghĩ muội à, huynh thì tức chết vì muội. Bây giờ huynh giúp muội cũng không được, không giúp muội cũng không được. Thôi, muội cho huynh chút thời gian đi, để huynh tìm cách chu đáo đã. Hay là chúng ta nghe lời họ đi. Tóm lại muội đi đâu, huynh theo đó. Nhanh lên, nè đây là đâu vậy? Hình như bỏ hoang vậy đó. Cái bộ lúc trước là gia đình giàu có đó. Nè, huynh nghĩ nơi này đã xảy ra chuyện gì? Ý, vô coi sẽ biết ngay thôi. Được, thôi đi. Hả? Sợ cái gì chứ, Hương Dung tẩu y như thám hiểm vậy, vui lắm. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi, mình đi trước nha. Nè, 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 nè. Ê, Minh Châu này đúng là tinh nghịch hơn người mà. Làm gì vậy, sợ gì chứ? Vô coi thử đi, đi. Nhanh lên đi Thiên Bá. Trời ơi. Đó, vô coi thử đi. Cũng được. Nè, nè, Minh Châu à, đừng có đi lung tung nha. Đừng vô trọng được không? Hey, tỷ tỷ à, tỷ cho đệ cơ hội kỳ cận Minh Châu đi, vậy đi nha. Hey, cả hai đều phá như vậy, còn cho họ ở chung với nhau nữa thì tình chịu không nổi rồi. Nè, có cây đao nè. Hey, trời ơi. Họ, Minh Châu. Sao lại ra nông nổi này chứ? Kéo cái đao ra trước đi. Người làm có giống không? Hey, hai người giỏi thiệt nha, chiến những trò này để chơi, có phải muốn làm mình sợ chết không? Nghĩa Quỳnh à, đùa chút cho vui thôi mà. Mùi thiệt. Ê, tỷ phu à, Quỳnh to lớn như vậy, lá gan cũng không đến nỗi nhỏ đâu. Gan của Quỳnh lớn nhỏ liên quan gì tới đệ? Trời ơi, làm tỷ sợ muốn chết. Vui lắm sao? Vui thiệt đó, nhưng mà cũng hù được tỷ, chắc chắn hù được Minh Châu rồi. Sao nhức đầu dữ vậy? Một nhau tình chim chúc góc thay chuyên thiên hạ ba. Một nhau xin chí xin góc trời mạc địch xâm đa. Si hù thù bình phàn nhân, trục xây lưỡi châm châm châm. Mù đầu ngoài ta xin yêu xuân trước lọc dữ mà. Nhân sát giáo chí nhất chạy chỉ xích tắc nhịch cha. Đàn ngoài lưỡng đi cầm góc chẳng sân địch nhạc ba. Linh nhân mày mày mông mông, luyện mạ kết tiết biệt bông. Mùng lời chấm chúng sức bò kiên kiên si bê mà. Mày tắc xê